các lối sai khi tập yoga. Lối thứ nhất, khi chúng ta vào tư thế ngả, thường chúng ta hay ngả đầu ra sau mất kiểm soát, nén vào bảy đốt sống cổ. Tiếp tục, khi chúng ta ngả, chúng ta thường đẩy hông về trước mà không kiểm soát được tư thế phần vai, làm đau thắt lưng. Và khi các bạn vào trong tư thế cái ghế, các bạn thường đẩy ngực nhấn về thắt lưng của mình, làm cho thắt lưng của bạn bị tổn thương. Và trong tư thế gập con cò, các bạn thường để gù lưng, sẽ tổn thương về các đốt sống lưng của bạn. Trong tư thế đứng thăng bằng, các bạn ôm đầu gối và thường bị đổ khung xương chậu ra sau. Cố gắng thẳng chân, ôm cơ bụng, ổn định khung xương chậu. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh, khi ngã chúng ta kiểm soát cổ của mình, không để bảy đốt sống cổ chèn ép vào các đốt sống lưng. Và khi ngã, ngã từ lưng trên, ngã hết mức thì chúng ta mới đẩy hông về phía trước. Gập xuống trong tư thế con cò, chúng ta luôn gập từ khớp hông, nương nhẹ khớp gối, để bụng trả về đùi, mềm lưng mềm vai, tránh trường hợp để lưng của mình quá bị gù. Và khi lên vào tư thế cái ghế, nếu bị nhấn về thắt lưng, các bạn ôm cơ bụng cuộn nhẹ xương cùng xuống, giữ cột sống lưng thẳng, bảo vệ tối đa cột sống lưng của mình, lực chia về lòng bàn chân.